Dạ, mến chào bà con và các bạn đến với kênh Liêm Nguyễn và nhà vườn Dương Nguyễn nha. Hôm nay quay trở lại giao lưu hoa giấy ghép nhiều màu siêu bông nha bà con. Có những cái dòng lá cẩm thạch rất là đẹp luôn nha, ngũ sắc thái. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Mến chào Dương. Rồi chào anh Liêm nha, chào cô chú đang xem kênh nha. Nay tiếp tục mình giao lưu hoa giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Đầu tiên lên cho mình một cây hai màu nè, hai màu tuyết ha. Tím tuyết với lại hồng tuyết đang có bông luôn nha cô chú anh chị. Bông rất là đẹp nha. Cao là 70. Hoành thân là 12. Tán ngang 52, mã số 1 này là 230 ngàn, bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn ha. 230 cho mã số 1 luôn. Cây này nó bị nó dạ cây nó mốc chứ không phải là cây chết nha cô chú anh chị. Đế sổ rất là đẹp ha. Đế sạch nha, nhưng mà tại vì nó mưa dạ cây á. Rồi mã số 1 230 ngàn. Mã số 2 là cây cẩm thạch lai cam với lại cẩm thạch trắng, cẩm với lại tím tuyết ha. Ba màu. Ba màu cẩm thạch. Cây này thì ở chỗ này nó kiểu như nó có bị thẹo thẹo nè. Cây vừa đóng mốc nữa, đóng rong. Chiều cao là 60. Hoành thân là 15. Tán ngang 43. Cây này em bao sống cho mình yên tâm nha. Mã số 2 này giao lưu cô chú anh chị mình là 220 ngàn. 220 cho cây mã số 2 này luôn. Mã số 3 cũng là cẩm thạch lai cam luôn. Cẩm thạch hai trắng. Màu. Lai cam và cẩm thạch trắng. Cũng cùng tông với nó luôn ha. Chiều cao là 63. Hoành thân là 14. Tán ngang 41. Cây này 200 ngàn. Cho cây mã số 3 này luôn. 200. Mã số 4. Một cây rất là đẹp của chú anh chị ơi. 4 nha. Là nó có đỏ lửa. Tím tuyết, trắng tuyết, hồng tuyết. 4 màu ha. 3 màu tuyết với một màu đỏ lửa. Rất là đẹp luôn nè. 4 màu. Cao 61. Hoành thân của cây là 13. Tán ngang 39. Cây này 220 ngàn. Rồi mã số 4 này luôn. 220. Mã 5. Mã 5 này là cây hồng tiết với lại cam lửa nha. Đế sạch đẹp nha cô chú anh chị. Cái đế cũng bự lắm nha. Chiều cao là 70. Hoành thân của cây là 21. Tán ngang 59. Cây này mã 5 này 240 nha. Mã 5 240. Mã 6. Cây này là Milo Matip. Mã số 6 nha. Phải không? Phải Milo Matip. Milo. Chiều cao là 60. Hoành thân là 18. Tán ngang 46 luôn. Cây này là 220 nha. Cái Milo này luôn. 220. Mã 7. Cũng là Milo Matiz luôn, một cục đế luôn nha cô chú anh chị. Đế đặt nha. Vì mình thay chậu là ok luôn nha. Cao là 60. Hoành thân 15. Tán ngang 37. Cây này cũng 220 ngàn luôn. Mã số 7. Mã số 8. À, cây cũng nhiều màu nè. Dáng bye bye ha. Quá trời ra bông ba luôn. Màu tuyết. Với cam lửa. Cam lửa là 4. 4 màu. Chiều cao là 58. Hoành thân là 19. Tán 42. Cây này 230 ngàn. Trắng tuyết, tím tuyết, hồng tuyết. 230. Với cam lửa. Mã 9. Là cây Repia. Cao là 57. Hoành thân là 11. Tán ngang 36, cây này 150 ngàn. Bao ship luôn. 150 cho mã 9 luôn. Mã 10. Alana nha.
Chiều cao 83. Hoành thân là 15. Tán ngang 43, đang có bông ha. Cây này 250. Hoa ship cho mình luôn. 250 cho mã mã mười mấy. Quên rồi. 50, mã này mã 10. Này mã số 10 nha. 250. 11. Hồng tiết. Cao 82. Hoành thân là hoành 10. Tán ngang 46. Cây này 160 ngàn. Cho cây hồng tiết luôn. Mã 11. 160. 12. Lai cam ha. Cao là 58. Hoành thân 12. Tán ngang 42. Cây này nó cũng bị chóc da chỗ này nè. Cũng 160 ngàn luôn. Alo cô chú mình ghé 160 ngàn luôn. Mã 12. 13. À, cẩm thạch lai cam, cẩm thạch hồng. Hai màu. 13 luôn. Cao 68. Hoành thân là 13. Tán ngang 45. Mã này 220 ngàn. Cho mã 13 luôn. 220. 14. Cẩm thạch trắng. Cao 65. Hoành thân 13. Tán ngang 44. Cây này 200 ngàn. Cho mã 14 luôn. 200 ngàn cho cây cẩm thạch trắng. 15. Cẩm thạch tím tiết nha cô chú anh chị. Một cục đế luôn nè. Đế rất là to nha. Cao 72. Hoành thân là 16. Tán 70. Cây này 250 ngàn. Đế một cuộn luôn ha. Đế đặt nha. 250. Cho mã 15. Cẩm thạch tím tiết. Tím tiết. Đế một cục tròn hụt. 16. Cẩm thạch hai mặt. Trắng với lai cam. Cao 59. Hoành thân là 14. Tán ngang 50. Cây này 220 ngàn. Hai dòng lá nhuyễn siêu bông. Mã 16 luôn. 220. 17. Cũng hai màu luôn. Cẩm thạch lai cam với trắng. 17. Cao 65. Hoành thân 11. Tán ngang 44. Cây này 200 ngàn. 200 ngàn. 18. Tiếng Pháp. Tiếng bướm. Mã 18 tiếng bướm nha. Cao 65. Hoành thân hoành 10. Tán ngang 47. Cây này 200 ngàn. Rồi cây tiếng bướm này luôn. 18. 19. Lá ngọc cành vàng. Cao 63. Hoành thân 12. Tán ngang 40. Cây này cũng 200 ngàn luôn. Mã 19, 200 ngàn. Cẩm thạch tím ha. Siêu bông. Cao là 57. Hoành thân là hoành 10. Tán ngang 41, cây này 180 ngàn. Gửi rất là đẹp nha, gửi quấn đẹp nha. 180 ngàn. Cho mã này luôn. Mã 20. 21, ngũ sắc thái. Cam vàng đỏ tím sen cánh phước hồng. Cây đủ 5 màu luôn nha bà. Thái ngàn cô chú anh chị. Cao 86. Hoành thân là 16. 8.060, cây này 260 ngàn. Cây ngũ sắc luôn, rất là đẹp luôn. Đế cao, bao ship giữ chậu cho mình luôn. Mã 21. 260. 22. Một thân một rễ luôn, rất là đẹp luôn. Hai màu, ba màu. Ba màu. Cái này gì? A. Alana, cam lửa, đỏ lửa. Cam lửa, đỏ lửa, ba màu. Mã 22. 22 em ta, đâu mày.
52. Cao 82. Vành thân 13. 8066 này 240.000. Cho cây này luôn, mã 22, 240. 23. Cao đỏ. Cao 64. Vành thân là 15. 848, cây này 200.000 luôn. Cho cây cáo đỏ. Cây cáo đỏ này mã 23 nha. Tiếp theo 24. 24. Siêu bông. Thạch lai cam nha. Cao 47. Vành thân là 11. 8.038, cây này 140.000. 140 luôn, bao xếp. Mã 24. 25. Ánh thạch tím siêu bông. Cao 59. Vành thân 12. 8.036, cây này 160.000. 160.000 luôn. Cho cây cảm thạch tím này luôn. Mã 25. Mã 26. 26 là tím với trắng. Tím lửa hoa cà với lại trắng tuyết. Chiều cao 57. Vành thân 17. 8.050. Mã 26 này là 200.000. Cho cây luôn. Mã 26, 200.000. 27. Cây hai màu cẩm thạch hồng với sakura ha. Cao 53. Đế đẹp nha cô chú anh chị. Vành thân 16. Đó, đế rất là đẹp nha. 8.050. Mã 27 này là 200.000. 27 luôn. Sakura 200. Đi cẩm thạch hồng. Cuối hả? Tiếp theo. Hai màu. Mã 28, mã cuối cùng nha. Cao 64 luôn. Vành thân là 14. 8.049. Cây này 200.000 luôn. Sổ cho cô chú anh chị mình chơi rất là đẹp nha. Mã cuối cùng 200.000. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip nha. Mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Rồi, anh cảm ơn nhà vườn Dương Nguyễn nha. Mến chào bà con. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều ạ. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chúc ủng hộ nhà vườn nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình những clip kế tiếp ạ.